cách tạo một kênh YouTube thương hiệu. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo. Trong video này, Hường sẽ chia sẻ về cách tạo một kênh YouTube thương hiệu. Khi mà chúng ta tạo một kênh YouTube, không chỉ là tạo theo một cách thông thường mà nên tạo theo cách thương hiệu để chúng ta chia quyền quản lý ra và cái kênh của chúng ta có những cái lợi ích khác tốt hơn. Thì bây giờ mình sẽ click vào cái link này. Nếu mà viết không ra thì mọi người có thể là xem dưới phần mô tả Hường có để cái link này. Thì mọi người chỉ cần click vào cái link này, sau đó tạo cái kênh YouTube thương hiệu cho mình. Ok, bây giờ mình sẽ bấm vào, mình có thể bấm vào nút tạo kênh. Rồi mình để tên kênh, ví dụ như Hương để đó là Healthcare, như quyết định ban đầu. Create, bấm Create đó. Sau khi chúng ta bấm Create thì chúng ta sẽ có cái kênh của mình. Ở đây thì ra kênh Soka chưa có gì cả. Bây giờ mình sẽ tùy chỉnh kênh. Ở đây mình sẽ thấy đó là mình sẽ có là cái hình đại diện. Bây giờ mình sẽ thiết kế cho nó một cái hình đại diện. Lên Canva. Mình sẽ kiếm cái chỗ logo. Thiết kế cho nó một cái logo. Chọn một cái logo phù hợp. Rồi ok, cái này công cụ này khá là đơn giản, mọi người tự tìm hiểu nha. Ví dụ Hường sẽ để là này cũng nhanh thôi. Mình cho nó cái nền màu khác đây. Ví dụ Hương để màu vàng đi. Xem màu nào hợp lý hơn này. Đen được không? Hay trắng? Rồi nó là màu đỏ. Ok được không? Tạm thời để vậy đi. Rồi tải nó xuống. Chọn chế độ là JPG. Cho lâu nó. Bấm vào mục xây dựng thương hiệu, bấm tải lên. Lấy cái hình logo chúng ta vừa thiết kế bỏ lên. Rồi bấm vào xong. Rồi. Rồi xem hình ảnh này xuất hiện đầu kênh, tức là đây là thiết kế cái bìa của kênh ạ. Bìa ở trên này. Thì chúng ta cũng lên đây, chúng ta sẽ kiếm một cái bìa. Mình có thể để chọn một trong những cái này. Ví dụ để website của mình trên đây chẳng hạn.
mình cứ sáng tạo thôi. Đây. Mình kiếm cái nút khác xem. Tâm thành lúc này đi. Đó, rồi ok. Tao lao nó xuống. Bạn nào có thời gian thì mình sẽ thiết kế cái hình đẹp hơn. Tạm thời mình để hình như vậy. Mình cho nó lên kênh của mình. Tải nó lên. Rồi ok. Check. Coi thử vị trí như thế này ổn chưa? Này thôi. Vậy ha. Rồi, xong. Xuất bản nó. Rồi chúng ta bấm chuyển đến kênh. Kênh của chúng ta căn bản như thế. Bạn nào có thể là có mắt thẩm mỹ hơn thì chúng ta thiết kế một cái ảnh bì và cái ảnh của kênh nó đẹp hơn. Rồi qua. Refresh lại cho anh xem. Cái hình này nó vẫn chưa lên. Mình tải lại một lần nữa xem. Cho nó bự ra đi. Vậy ok, bấm xong xuất bản nó rồi, xem thử kênh của chúng ta như thế nào. Rồi rồi chúng ta đã có một cái kênh như vậy. Nếu mình cảm thấy chưa đẹp thì mình có thể đổi. Rồi ok, thì chúng ta tiếp tục với những cái phần khác của tùy chỉnh kênh, ví dụ như hình mờ, tức là mình sẽ chọn mình sẽ chọn một cái hình để khách hàng của chúng ta đăng ký kênh đấy. Rồi thông tin cơ bản mình mô tả cái kênh của mình ở đây, ví dụ về sức khỏe thì chúng ta sẽ nói điều gì về sức khỏe. Mình có thể lên những cái trang sản phẩm để mình bắt chước họ. Thì ban đầu mình chưa có ý tưởng gì thì mình có thể copy những cái câu của cái trang nhà cung cấp. Ví dụ như mình đã có những cái sản phẩm khác rồi thì mình sẽ xem các sản phẩm của mình ở trên đây. Ok, tạm thời phần mô tả như vậy, bấm xuất bản để lưu lại. Bên trang web, ví dụ sách Hường sẽ cho nó một cái trang web. Tên này. Này chưa có gì.
mình sẽ xoay nó xong. Rồi ok, mình sẽ bỏ cái URL nó. Rồi, đường liên kết trong biểu mẫu địa chỉ email. Ví dụ mình sẽ địa chỉ email là rồi xuất bản nó. Rồi chuyển đến kênh xem. Rồi chúng ta đã có một cái kênh. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tải video lên được rồi. Bây giờ video tiếp theo Hường sẽ hướng dẫn làm nào để tạo ra những cái video hoặc đăng video lên. Nhớ bình luận một cái điều gì đó và thích video, like video nếu như các bạn thích nha. Nhớ nhấn vào nút subscribe, nhấn hình quả chuông bên dưới để nhận video chia sẻ mới nhất và không bỏ sót video nào nhé các bạn. Hẹn gặp lại video tiếp theo.